phát hiện xe máy trái khi đang chạy, thanh niên nhảy xuống đường kêu cứu. Chiếc xe máy đang chạy trên đường Tô Ký, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ phát cháy khiến nam thanh niên hốt hoảng nhảy khỏi phương tiện. Khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 4, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy biển số Phú Yên trên đường Tô Ký theo hướng từ quận 12 đi huyện Hóc Môn. Khi xe qua cầu vượt Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, khoảng 100m thì xe bất ngờ phát cháy, bốc khói dữ dội. Nam thanh niên phát hiện nên tấp vào vỉa hè hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, lửa gặp nhiên liệu trong xe bốc cháy dữ dội kèm khói khét lẹt. Người dân khu vực huy động bình chữa cháy mini tìm cách khống chế. Đến khi lửa được dập tắt thì chiếc xe chỉ còn trơ khung. Sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Nam thanh niên sau đó thuê phương tiện đưa xe đi nơi khác.